Rồi, chào mừng anh chị, chào mừng các em đến với buổi ngày hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ chữa cái đề thi thử số 1. Thì những bạn nào mà làm rồi, thầy rất là tuyên dương nhá. Những bạn nào mà chưa có kịp làm ấy, mà chưa sắp xếp được thì bắt buộc phải làm. Thầy nhắc lại bắt buộc phải làm. Bởi nếu không thì sẽ không có được cái kết quả cao cho các em được. Thấy không? Bởi vì thành công nó không dành cho những bạn mà không chăm chỉ, phải làm. Rồi nhìn ra thấy câu số 5. Bạn nào làm được câu số 5? Đây là nó hiện ra đáp án rồi. Bạn nào làm được câu số 5? Xin mời. Comment thứ năm số 1 nếu như em làm được câu số 5. Lê Ngọc Anh, rồi xin mời Lê Ngọc Anh. Vì ở đây người ta nói là hãy chọn ra các số có ba chữ số mà không nhớ chữ số 0, 1 hoặc 3 mà không nhớ khác nhau. Vì thế nên là em chỉ còn lại số 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tương ứng với cả 7 số. Thì em lấy 7 nhân 7 bằng 49, sau đó lấy 49 nhân 7 bằng 343. Ok, lớp mình có hiểu ý không? Đây, có nghĩa là câu hỏi là gì ạ? Có bao nhiêu số, có ba chữ số mà nó không chứa chữ số 0, 1 hoặc là 3. Điều này có nghĩa là những số đấy nó chỉ chấp nhận chứa là 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là có 7 số đúng không? Hiểu ý không? Đấy, chỗ này xuống, đây là những số này là số chấp nhận được. Là có. Vậy bây giờ mình gọi cái số cần tìm là có dạng là A, B, thế từ đây mình suy ra được là A có mấy cái chọn, B mấy cái chọn và C có mấy cái chọn. Sau đó mình nhân lại nhờ là xong. Bảy thôi. Thế mình để ý rằng là nó không nói trong đề bài, nó có cái từ là no repeat, tức là không được lặp lại. Thì điều đó ở trong cái bài này nó được lặp lại. Vậy A có thể chấp nhận là 7 số ở đây. Cái này cũng 7 số. Cái này cũng 7 số. Xong nhân lại với nhau thì bằng là 343. Được chưa? Nào, viết xuống dưới làm luôn với thầy chỗ này, bổ sung thêm cho thầy một dạng bài khác. Nếu bài toán yêu cầu là các chữ số khác nhau thì lúc này sẽ là mấy nhân mấy? Nào, nếu như bài toán yêu cầu Em thích thầy là 7 nhân 6 7 nhân nhân 6 nhân 5 7 nhân 7 6 nhân nhân 6 nhân 5 6 nhân 5 bằng 210. 210. Rồi, viết thêm cho thầy cái phần bổ sung này. Bài buồn bổ sung này nó chính là một câu cho dạng này nhưng mà nó khác một chút. Đó là nó yêu cầu là khác nhau thôi. Hiểu không? Tức là không được lặp lại hết. Nhá. Xong chưa? Nhanh tay cho thầy nhá. Câu 25 xong rồi nhá. Nhớ thầy hai dạng bài của câu 25 nhá. Nào, câu số 24. Nào, xin mời. Bạn nào làm được câu 24, comment số 2. Thế Vinh dịch cho thầy câu 24. Ồ, tốt quá, như bạn làm được quá. Xin mời Lê Khôi Nguyên làm như nào? Phương pháp thử Đúng, dùng phương pháp khử dịch đề cho thầy nào. cô là con thưa thầy là tổng có 3 quả táo và 2 quả cam là 260 g. 2 quả táo bằng với 3 quả cam. Hỏi một quả táo nặng bao nhiêu gram ạ? Rồi, ok. Thế giờ bài này làm khử đi. Rồi, cảm ơn các em. Đây, làm này, 3 táo cộng với 2 cam thì bằng là 260. Hiểu không?
Đấy, thầy viết đây để cho nó trống. Bây giờ họ bảo cho gì nữa? Hai táo, hai táo thì bằng là 3 cam, hiểu không? Hai quả táo bằng 3 quả cam, vậy suy ra nào, 4 quả táo bằng bao nhiêu quả cam? Năm Năm tự nhiên đâu? sáu quả 4 táo bằng 6 cam. Thế bây giờ thì suy ra cái này. Nếu như mà họ mua 9 táo. Mua 9 táo. Tức là cái này nhân 3 lên, hiểu không? Tại sao nhân 3 lên? Bởi vì thấy đây là 6 cam. Thế đây là 2 cam, nhân 3 lên bằng 6 cam. Nào. 260 nhân 3 bao nhiêu? 780 ạ. 700. 80. 780. Rồi. Thế bây giờ nhìn thấy ở đây là gì? Ai phát hiện ra gì nào? Số cam bán với số cam mua với cả số cam bên dưới là bằng nhau ạ. Thưa thầy là 9 táo, 6 cam thay bằng 4 táo. Thành táo ơi thầy ơi. Rồi, đúng rồi. Ở đây thầy cho là số 1 ghi là sao? Thầy ví dụ thế. Bây giờ chúng ta sử dụng thay thế. Đó là thay 1 vào sao. Thì mình suy được điều gì nào? Có nghĩa là chỗ nào có 6 cam mình thay bằng 4 táo. Như vậy mình có được là 9 táo và cộng với 4 táo không? Thì bằng Bằng 700. 18. 80. Có nghĩa là mình sẽ có được là 13 táo đúng không? Đúng không? Rồi. Thế 13 táo bằng 740. Vậy thì em suy ra được là 1 táo chưa? Rồi ạ. Bằng bao nhiêu? 780 60. 60 ạ. Rồi. Câu hỏi nó hỏi 1 táo à? Thế xong rồi. Có dễ không nhỉ? Đấy. Chịu khó học, chịu khó tư duy tí ra ngay. Rồi, đấy là câu 24. Nhìn thấy câu 23 này. Câu 23 này đã xem trong cái phiếu cầu thang chưa? Xem chưa? Rồi ạ. Nào. Qua. Ai chưa, Ôi. À. bạn nào mà chưa có xem cái phiếu cầu thang, bạn nào chưa xem phiếu cầu thang comment số 0, comment xuống số 0 nếu mà chưa xem phiếu cầu thang. Đến ngày hôm nay còn 1 tuần nữa thi mà còn không xem phiếu nữa thì quá nguy hiểm. Nào xin mời. Đấy, ui nhiều bạn quá, phải xem đấy chứ, in bài ra xem bài. Trong đấy nó chi tiết như thế cơ mà. Nào Nguyễn Đức Huy làm như nào cho 81? Một thì có một cách, bậc hai thì có hai cách đi, bậc thứ Rồi. ba Ok. bậc Thầy thứ nhìn. ba là có bốn cách. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tám Số cách là bao nhiêu? là Cái này là 1. một. Này là mấy? Hai. Đấy tiếp theo hả? Ba. Thật không? À bốn ạ. Sao lại lộn xộn thế? Con có hiểu thật sự không đấy? Mà Đức Huy có hiểu thật sự không? À không ạ. Hiểu lơ mơ không được đâu, có thể đi lên 1 bậc, 2 bậc hoặc là 3 bậc. Con hiểu rồi thầy. Nào Minh Quân, nào
Con được thầy là bậc thứ nhất thì có thể đi đến bậc thứ nhất chỉ có mỗi một bậc. Rồi. Bậc thứ hai thì có hai cách. Đó là một một và Và đi một, hai. hai ạ. Rồi đúng rồi. Đến bậc thứ ba thì sẽ được có bốn cách. Vì là một, một, một. Một một một. Một, hai. Một hai. Rồi ba luôn ạ. Hai một. Ba. Và ba. Bởi vì được phép đi ba mà. Như vậy chỗ này sẽ là mấy ạ? Bốn. 4. Đúng không? Rồi, nhớ công thức không? Dạo này nhớ công thức không? Có. Là gì? Số trước cộng hai số trước Một. cộng với Không. nhau ạ. Lên bậc 4 là có mấy cách? Mấy cách? Bảy cái ạ. 7 cách. Bạn này chưa nhớ công thức rồi. Mở cho thầy cái phiếu bài toán cầu thang, trong đấy có công thức của dạng này luôn. Hiểu chưa? Công thức rất cụ thể. Đó là khi bước lên 1, 2 hoặc 3, bắt đầu từ bậc thứ tư trở đi sẽ bằng tổng số cách bước của 3 bậc trước nó. Do vậy đến đây chúng ta có được là chỗ này sẽ là bao nhiêu? 13. Đây là 24. Lấy 3 số này cộng lại ra số này. 4 20, đây là 4 44. 81 ạ. 3 số này cộng lại với nhau bao nhiêu? 81. 2, 4, 5, 6, 7, 81. Lớp hiểu chưa? Rồi, làm bài cho thầy cả hai cái dòng này và nhớ xem công thức, nếu mà không học là mất 4 điểm đấy. Nào, đấy là câu số 23. Nhìn thấy câu số 22 nào, xin mời. Nào, có bạn nào đó chưa biết làm câu này đúng không? Xin mời Hường nào. Alo Hường. Hường sinh gái nhất nhì Đông Nam Á, làm thầy câu số 22. Dịch. Bật mic lên. Hiệu nhỏ nhất của hai Hai số số có 5 chữ có số 5 chữ số được tạo bởi được tạo bởi 10 việc sử chữ dụng số 10 chữ số từ 0 đến từ 0 đến 9 không lặp lại. không không lặp lại. Rồi. Thế hiệu nhỏ nhất là bao nhiêu? Hãy nhớ hiệu nhỏ nhất. Hiệu nhỏ nhất thì hai chữ số của hàng chục nghìn phải hơn kém nhau một đơn vị đúng không? Đúng không? Và khi mà các con thử bài này ra ngày hôm trước học rồi đúng không? Này đúng không? Thì chúng ta sẽ có được là 5, 0, 1, 2, 3. Trừ đi 4 mấy nhỉ? 4, 9, 8, 7. Mấy? 6. Bằng bao nhiêu? Thì bằng 247. Bằng 247 à? 247. 247. Đúng rồi. Nó còn 1 còn mấy cặp nữa, nhưng mà nó ra được 269 với 249. Đấy, nó lớn hơn. Đây câu hỏi là muốn tìm được cái min. Min nhá. Small thế. Thì đáp án đây là 247. Ok chưa? Rồi. Thế giả sử như nó cho là 8 chữ số hay 6 số vẫn làm được bình thường đúng không? Yeah. Rồi tiếp. Câu 23. 22 xong nhá, 21 quên. Câu 21. Xin mời.
Nguyễn Lương Hùng. Alo. Lương Hùng có gì cho thầy nào? Lưu Lưu Thành là câu 24 là 34 học sinh 74 học sinh. sinh sinh là biết lẽ Thuộc trong một cái lớp đó là 4A, 4B, 4C hoặc là 4 C 4D. là để Lê Khuyến nguyên tập không trung. có Không có lớp nào có số học sinh nhiều hơn 4A. đúng Tức là 4A là nhiều nhất. Câu hỏi là gì? Ít nhất, at least ít nhất lớp 4A có bao nhiêu học sinh? Thế đây là có mấy lớp? 1, 2, 3, mấy lớp? 4 lớp. Sao sao nữa? Ai làm câu này? em đi thật con đi này Lữ Gia Bảo nè. thầy là em sẽ lấy 74 chia cho 4 Bằng bao nhiêu? là bằng 18 L2. 18R2. Thế suy ra 4A là bao nhiêu? Thì ra 42 là bằng 18 cộng 2 18 cộng 2 à? 18 cộng 2 hay cộng 1? có hai đấy cộng với một bởi vì đề bài nó bảo là có cái từ ít nhất cho thấy Thử. nhưng mà cộng một thì cộng một là có một bạn còn lại thì sang lớp khác là chỉ lớp 4A là bằng bằng với lớp 7 rồi thì phải cộng hai chứ. Vậy là chỉ cần lớp Không có lớp nào nhiều hơn lớp 4A. Thế thì có thể bằng lớp 4A được không? không ạ Vì có sao? Không có lớp nào nhiều hơn lớp 4A thì nó có thể là bằng lớp 4A. này Lớp mình hiểu ý không? Đúng rồi. Không có lớp nào nhiều hơn lớp 4A thì có nghĩa nó là có tăng lớp hai rồi bằng lớp 4A. Nó được phép như vậy, có một lớp bằng lớp 4A. Cái câu này nó khác với là lớp 4A là nhiều nhất. Nếu như lớp 4A là nhiều nhất. không bố vẽ đâu bố vẽ là Bạn Khôi Nguyên ơi. Tập trung vào học. Nói chuyện quá. Câu này nó khác nhá. Nếu như họ hỏi là lớp 4A là nhiều nhất thì sẽ cộng thêm 2. Còn nếu không có lớp nào nhiều hơn lớp 4A thì nó chấp nhận có thể là bằng. Vậy chỗ này phải là cộng thêm 1 thôi chứ. Hiểu không? Đúng rồi. Đề bài không nói là lớn nhất đâu, đề bài chỉ nói là gì? Không có lớp nào mà nhiều hơn cái lớp 4A. Có nghĩa là lớp 4A có thể có lớp nào đó bằng lớp 4A. Được chưa? Kiểm tra đáp án. 19 đúng rồi này. Giơ tay lên nó con hiểu không? Ok. Rồi lớp mình làm vào đi. Sửa lại nhá, phải hiểu cho đúng nhá. Dư 2 đúng. Dư 2 là cộng 1. Nếu dư 3 thì vẫn cộng 1 thôi nhá. Dư 1 cộng 1, dư 2 cộng 1, dư 3 vẫn cộng 1. Không được hãi. Có hiểu không? Nếu nó dư 3 bằng có sao đâu. Nếu như nó dư 3 này, bạn này.
Nếu nó dư 3 nhá thì 4a ở đây sẽ là 19. 4b 19 chẳng sao. 4c vẫn 19. Riêng 4d 18. Thế nó nói nếu dư 3. Còn bài này nó dư 2 thì bài nó bảo 18 thôi. Lớp mới hiểu này chưa? Hiểu không? Đấy, cộng hết lại nó vẫn là 74 mà. Ok chưa? Đấy, mà không lớp nào nhiều hơn 4A thì có thể nó bằng. Có một lớp bằng. Lớp lớp mà 19 này này. Có thể là 4B, có thể 4C, có thể là 4D nhá, đều được nhá. Lớp mới hiểu này chứ nhỉ? Ok chưa? Đấy. Cẩn thận bị nhầm, có nhiều người nhầm chỗ này lắm. Thấy chưa? Không hiểu chỗ này là sẽ bị nhầm đấy này. Nếu như đề bài bảo là lớp 4A là nhiều nhất. Nếu 4A là nhiều nhất thì phải cộng dư 2 đấy, cộng luôn cả 2. Được chưa? Tức là nó hỏi câu hỏi đấy nó phải là nhiều nhất trong cái số nhất có thể thì mới thế. Còn nếu mà nhiều nhất vậy thì trong trường hợp là ba lớp kia mỗi lớp có một thôi, đúng không? Lớp hiểu ý không? Khá như vậy, phải hiểu kỹ vào. Câu này lớp có 20, ok nha. Lớp mình tập trung nhá, thầy nhắc lại lớp mình học tập trung nhá. Bạn nào không tập trung là thầy cho ra ngoài luôn đấy, không quay lại đâu. Không ai chat nữa. Câu này ra bao nhiêu? Những bạn khác ra bao nhiêu? Đếm lần lượt những tam giác vuông nhỏ có 8. Đếm những tam giác vuông to hơn, tức là những tam giác to hơn là tam giác có 2 tam giác, thì có tam giác này 1, 2, 3, 4. 8, 4 là 12. Chúng ta vừa có được là 8 hình nhỏ, 4 hình nhân nhỡ, tức là có hai hình tam giác nhỏ gộp lại, đúng không? Đây 12 với 4. À 8, 8, 8 mà. 8 đúng không? Đầu tiên là 8. 4. Với 4 cái hình mà có 4 cái tam giác gộp lại nữa. Như vậy tất cả là 16. Được chưa? Kiểm tra xem nào. Ok, 16 chuẩn rồi này. Rồi. Nhìn tiếp này. Câu 19. Nào lớp mình làm ra bao nhiêu? Câu 19. Bạn Lê Ngọc Anh chú ý từ ngữ nha con. Con không có nói với các bạn như vậy nha. Thầy không hài lòng về cách nói của con. Một hình chữ nhật lớn mà được tạo bởi 36 hình, à hình vuông lớn được tạo bởi 36 hình vuông nhỏ. Có cạnh là 4. Nào tại sao ra 96? Xin mời. Minh Châu. Alo Minh Châu. Alo Minh Châu. Do thầy là con lấy 36 rồi một
Một dòng của một hình vuông đấy là có 6 hình. Mỗi hình có cạnh là 4 thì con lấy 6 nhân 4 bằng 24. Là một cạnh của hình vuông lớn. Con lấy 24 nhân với 4 là bằng 96 ạ. Làm như này. 36 chia bằng 6 nhân 6 vì nó là hình vuông mà. Suy ra cạnh hình vuông lớn sẽ là 6 nhân với 4 nhân 6 bằng 24. Hỏi chu vi hình vuông lớn đúng không? Suy ra P hình vuông lớn. P hình vuông lớn sẽ là 24 nhân 4 bằng 96. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Nhanh tay. Như này nhá. Alo Gia Khánh hiểu chưa con? Phúc An hiểu chưa? Đây. Rồi lớp ạ. mình có khi lớp mình phải vẽ cái hình này. Lớp mình tập trung để học nhé. Người thành công họ hiểu rằng là không có nhiều thời gian để mà làm những cái việc linh tinh đâu. Bạn nào làm việc linh tinh là dành là tư duy của những giống như hàng triệu học sinh ở ngoài kia đấy, tư duy sai lầm đấy. Đây này, A6 cơ mà thầy mới vẽ 4, xin lỗi, 6 nhân 6 này. Vậy thì để thầy sẽ vẽ thêm cái ở đây, 1 2 vẽ cho thầy 6 x 6 đi. Sáu nhân sáu nhá. Đây thầy nối thêm này. Lớp mình hiểu này chưa? Tất cả cái này là các ô ô vuông nhỏ ở trong cái vở ô ly của các em ấy. Vẽ 6 x 6 luôn. Đấy, hoặc là vẽ như thế. Rồi. Thế thì thấy rằng là một ô vuông nhỏ này. Nó cạnh bằng 4 đúng không? Vậy 36 này ghép lại được thành một hình vuông là 6 x 6. Vậy suy ra cạnh vuông lớn sẽ là bằng 4 là nhân 6 bằng 24. Vậy suy ra cạnh bằng 24, suy ra là chu vi bằng 96. Lớp mình hiểu chưa? Ok nhá. Rồi, câu 18 nào. Nào xin mời Đạt câu 18. Nó hỏi gì đã? Diện tích của hình dưới đây bao nhiêu ạ? Diện tích của hình vẽ dưới. Thầy ơi con không. Thầy có lên cho con đọc không ạ? Rồi có nghĩa là diện tích của cái hình vẽ này bằng bao nhiêu? Nói đi, làm nào. Thực ra bài này ấy, làm cách này nhanh hơn này. Nối này đây. Nối này đây. Đây là S1. Đây là S2. Hiểu không? Rồi vậy ạ. Thì mình sẽ tìm ra được là S của hình chữ nhật lớn ấy là 10 x 8 đúng không? Vâng ạ. Rồi. Bây giờ S1. S1 mà cộng với S2 ấy. S1 bằng S2 đúng không? Bằng mấy? Bằng... S1 bằng S2 là bằng 4 x 2 ạ. 4 x 2 x 2 không? Vâng ạ. 4 x 2 x 2 bằng 16. 16 ạ. Rồi. Thế 16 thì mình sẽ suy ra được là S cần tìm. 80 trừ đi 16. 16 bằng 64. 64. 16. Cái này mình phải trừ đi cái phần mình thêm vào. Ok chưa? Lớp mình làm đi, nhanh tay đi.
Đấy, để ý một chút là sẽ làm được ngay. Thùy Anh theo kịp không? Gia Phúc theo kịp không con? Phải cộng đi Ê thầy ơi, nếu như mà mình nối y là tụi mình bắt đầu tính là 18, 18 có được không ạ? Khoan đã. Họ hỏi là diện tích nhá, không hỏi chu vi nhá. À vâng ạ. Họ hỏi diện tích thì các em phải trừ đi chứ. Cái hình này ban đầu có đâu. Hiểu không? Nó là chữ E mà. Có hiểu ý thầy nói không? Có ạ. Nó là chữ E, mình nối nó vào thì tức là mình thêm nó vào mình mới được 80 mà. Thế mình phải phải bỏ cái này đi chứ, đúng không? Vâng ạ. Giống như bài toán trong cuộc đời ấy. Sau này lớn lên các em gặp. Bạn nào cũng gặp hết. Đó là sau này khi các em mua nhà có 800 triệu, muốn mua nhà 1 tỷ thì phải vay 200 triệu để có đủ 1 tỷ trả cho họ, đúng không? Còn vay ngân hàng hay vay bố mẹ vay ai đấy thì không biết. Vậy thì số tiền của em có thực tế của căn nhà đó phải 1 tỷ trừ đi số tiền em vay là 200 triệu, còn 800 đúng không? 800 triệu đúng không? Lớp mình hiểu chưa? Thế nó như vậy. Chúng ta học chúng ta phải hiểu vận dụng sang thực tế. Hay không? Bạn nào thấy thầy có ví dụ hay quá. Sau này mình làm thế. Chứ đừng chờ khi nào đủ tiền mới mua nhà. Bạn nào học được bài học. Hay Ơi. quá. Comment số 1. Thầy ơi, em chưa viết xong bài 18 ạ. Ui giời, nhanh tay lên. Đi đâu rồi, lâu thế? Nhanh đi. Làm bài này là hỏi chu vi nhá. Thế thì hãy hình dung như này. Ra bao nhiêu? Ai 34 không biết và làm, ai chưa biết làm comment số 0. Thầy chỉ một cái ra luôn. Alo Thế Vinh đẹp trai ơi. Đức Huy, Tuấn Hưng ơi, lớp mình nhìn ở đây, cái một này này kéo ra đây. Hiểu không? Thì lúc này thầy sẽ có được một hình vô cùng nét, đúng không? Thấy chưa? Hiểu ý chưa? Đây là số 2 đúng không? Đây là số 2 nhá. Thế thì đây là 7. Cái này cũng là 7 đúng không? 6, 4 cộng với 2 cộng 1 này bằng 7. Vậy 7, 7, 4, 9 không? Hiểu không? Đây. Viết phép tính ở đây sẽ là 7 nhân với mở đơn 2 cộng 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 1 cộng 4. bốn À, làm gộp đi nào. bằng 49 À chu vi mà, chu vi mà. Ui thầy nhầm diện tích. ui là cả ngày Ờ, thầy nhầm diện tích, xin lỗi các em. còn chín Rồi, nhân mấy? mười bốn Nhân mấy? nhân bốn bốn Nhân 4 nhân à, bốn thật không? Nếu mà có như thế này ấy, cộng như này thì chỉ nhân 2 thôi. Tức là trong trường hợp này thì nó quy về nó giống như hình hình chữ nhật. Thì nhân 2 bởi vì 7 cộng 2 cộng này là ra được hai cạnh này rồi mà. Hiểu không? Cái cạnh này này, là 7 này. Hiểu không? Cạnh này cũng là 7 đúng không? Hiểu chưa? Rồi ok. Đấy, nếu mà như thế này thì nhân 2. Xong phải cộng với bao nhiêu? bằng Cộng với 3 nhân 2. Tức là hai cái đoạn nhỏ này cộng 3 nhân 2. Đấy. Thì 28 cộng 6 là 34. Cách số 2 đó là khi mà phát hiện ra kéo ra như vậy nó trở thành hình vuông thì sẽ là 7 nhân 4, bây giờ nó là 7 nhân 4 này. Và sau đó cộng với 3 nhân 2 này. Đấy, bằng 34 này. Hai cách nhá. Hiểu chưa? Rồi những bạn lúc nãy comment số 0 bây giờ đã hiểu chưa? Minh Quân hiểu chưa? Minh Quân, Tuấn Hưng, Đức Huy, Thế Vinh, rồi ok chưa? ạ Đấy. rồi ạ Để ý cho thầy.
Bài này có Thầy bao nhiêu như hình chữ thầy nhỉ? sao lại phải cộng 13 nhân 2 thầy? À đúng rồi, câu này câu hỏi rất hay luôn. Nhưng lại sao hỏi nhanh nhanh lên. 3 nhân 2 bởi vì cái đoạn này này nó tính chu vi mà con. Hiểu không? Con hiểu này Trời không? ơi. Hiểu không? Alo Tuấn Hưng đẹp trai hiểu này không? Để ra. À. Đấy, vừa đẹp trai để vừa thông minh hiểu rồi đúng không? Rồi nhìn tiếp. Nào những bạn thông minh nào. Cho thầy biết bài này ra bao nhiêu hình chữ nhật nhá. Viết huy ra bao nhiêu? Con thi thể là 113. 129, 113. Comment xuống, lớp mình comment xuống, ra bao nhiêu? À, Nhật Minh rồi nào, xin mời Nhật Minh à. Nhật Minh là như nào? Con thưa thầy là bài này mình ba cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 thì mình sẽ ra 28 ạ. 1, 2, 3, 4 4, 5 5, 6, 7. Con cộng phần bên trên chết, bên trên à? vâng ạ. Thế cái này à? Ý con cộng này hả? À? Con tính này à? Có đúng không? Tính này hay tính như này? Thế ạ. Tính cách này à? Vâng. Rồi, xong sao nữa? Sau đó tính hàng dọc thì con lấy 1 cộng 2 cộng 3 bằng 6 ạ. Rồi, 6, đúng. Cái này bằng 28, đúng. Xong sao Thì nữa? 28 nhân với 6 Bao nhiêu? Thể vòng đây nhá. 168 ạ. Ok, 168, 648, ok, Nếu 168, mà rồi. đây là 168, nếu mà có thêm cả hai cái hình ở góc nữa. Đúng, đấy Nhưng là do cả cái này nữa. Hai hình này. đến bây giờ ta bớt đi cái Đây là góc bao đầu nhiêu? tiên. Bây giờ ta bớt đi gấp. Đầu tiên thì ta đến hàng ngang thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 đấy. Còn hàng dọc thì có 1, 2, 3. Thì 3 nhân với 7 bằng 21. Nhưng đây là trường hợp khi chúng ta chỉ mất một góc. Còn đây chúng ta mất hai góc, vậy chúng ta sẽ phải trừ thêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở hàng dọc chúng ta có 1, 2, 3, 6 x 3 là 18. Ta lấy 168 trừ đi 21, sau đó trừ tiếp đi 18 ra 129 ạ. Bao nhiêu? Bằng 129 ạ. Bao nhiêu bạn đồng ý thế? Đây đây. Được chưa? Nào, kiểm tra kết quả nhá. Có nghĩa là cái cách bạn làm ấy là mình giả sử mình vẽ thêm ở đây. Xong mình tính tất cả. Sau đó mình trừ đi cái phần mình thêm vào. Kiểm tra không nhỉ? Xem có đúng không? Ơ sao nó lại là 111 cơ. Kiểm tra lại cho thầy chỗ này. Nào bạn nó vừa nói thế nào nhỉ? Nhìn đây. Chờ chút. Này đúng không? Hay để thầy chỉnh đây nào. Vì 21 là cái phần bị mất đi của một góc ạ. Một hình này. Vâng, Ừ. nhưng vì mất một cái nữa nên chúng ta phải trừ tiếp đi 18. Một cái này tại sao lại trừ đi chỉ có trừ đi 21
Tại vì cạnh dọc của nó là có 3 hình, 3 cạnh. Còn hàng ngang của nó thì có 7. Có 7 cách chọn. Vì thế ta lấy 3 nhân 7 bằng 21 ạ. Ý của bạn là như này. Hay khoan đã. Thay đổi màu nhá. Một đây đúng không? Hai. Ba. Ý như vậy chưa? Phải không? Vâng. Một, hai, ba. Còn đây là mấy? Đeo 7 ạ. Một. Hai. Ba. 4 5 6 7. Tức là bạn ấy thấy rằng là có 21 hình mà có chứa cái hình nhỏ này. Vẽ lại không bị nhầm đây này. Đây này. Thử nhá. 1 này, 2 này, 3 này, thấy không? Thấy không? Hiểu ý không? Sang đây là 4 này, nhìn. 5 này, 6 này. Đúng không? 7 này, 8 này, 9 này. Đấy. 10, 11, 12, 13, 14, 15 này. 16, 17, 18 này, 19, 20, 21. Tớ mình thấy không? Alo. Có thấy là 21 hình không? Thấy chưa? Rồi. Bây giờ khi mà có hình bé này này là không mấy nhỉ? Là có 18 đúng không? 18. Thế các em có nghĩ đến là còn chỗ Chứ nào nữa chưa không? có hai hình. Gia bảo. Dạ, hay là còn chưa có hai hình. Bạn bảo phát hiện rất nhanh. Con đã trừ cho cái phần chứa cả hai hình này chưa? Alo. Chưa. Chưa. Thế giờ tính đi, trừ đi nhé lên. Tính đi xong trừ tiếp nhé lên. Trực tiếp với thầy nào nhé nhé. Nào thầy nhắc lại này. Chỗ này ấy, các em phải trừ đi phần nào chứa cái hình mà có cả hai hình này. Có hiểu ý không? Thì nếu cách một số 1 đó là đếm 1, 2, này, 3. Vậy thì đếm như này cho nhanh. Thấy rằng là có một đường trên. Đây này. Thầy vẽ đường khác, mực khác. Thế này. Tính theo tính từ cái đường này hiểu không, thì có đây là một đường này, đây là hai đường này, đây là ba đường này, là ba. Bây giờ tính của cái hàng này thì thấy là đây là một đường này, hai đường này, ba đường này, bốn đường này, năm đường này, sáu đường này, giỏi lắm. Bởi vì về nguyên tắc hai đường kẻ dọc kẻ đứng ấy, với hai đường kẻ ngang cái tạo ra hình nhật. Như vậy lấy 3 nhân 6 18. Bạn đã tìm được đến đây rồi, đúng không? Bây giờ này phải trừ tiếp cho 18. Thì kết quả của chúng ta sẽ ra được là 111. Ôi hay chưa các em? Hay chưa? Có bạn nào ra 111 không? Không có bạn nào ra 111 à? 129 nhiều thế. Hiểu chưa? Alo. Lớp mình hiểu này chưa? Bạn nào thấy hay quá, học được bài học rồi, comment xuống số 1. Comment số 1 con học được bài học về đếm hình mà nó bị khuyết bằng cái phương pháp đó là mình thêm vào xong bớt nó đi. Hiểu không? Đấy. Vậy thì bây giờ bài này sẽ làm như này. Sẽ như thế này này. Nếu mà viết ấy, thì sẽ làm như này. Tại sao ra 111? Comment một số 1 thôi. Học văn hóa online rồi, không nhỏ số thôi. Nào. Bước số 1 đó là vẽ thêm cái này vào đây. Hiểu không? Rồi. Như vậy xong rồi mình ký hiệu vào cho thầy. Nào ký hiệu cái tích xanh đi, ví dụ thế.
À đây có hai loại tích xanh. Thế thì không phải tích xanh nữa mà là một hình là tích, một hình là cái chữ trái tim nhá. Thấy chưa? Rồi như thế cho nó dễ. Rồi bây giờ tìm cho thầy thứ nhất là số hình chữ nhật viết tổng đi nhá. Tổng số hình chữ nhật sẽ bằng là có phải là bằng 28, tức là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 7 bằng 28 nhân với 6 thì bằng 168. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu chưa? 28 bởi vì là mình đánh số ở đây này. 1 2 3 4 5 6 7 cộng hết lại thì bằng 28. Đấy. Còn 6 ở đây là do 1 2 3 thì tổng bằng 6. Ok chưa? Rồi, bây giờ tiếp này. Số hình chữ nhật có chứa trái tim, có chứa trái tim sẽ là bao nhiêu? Đếm lên trên đây có 3 đường kẻ ngang, hiểu không nào? 3 3 đường kẻ ngang nào, nhân với 1 2 3 4 5 6 7 nhân với 7 đường kẻ đứng bên trái nhá. Hiểu ý không? Bên trái của trái tim ấy thì sẽ bằng là 21. Rồi, bây giờ sẽ là số hình chữ nhật mà chứa cái tích xanh. Tương tự thì chúng ta có được là 3 nhân với 6 thì bằng 18. Đây thầy thầy ghi thành chữ này. Số hình chữ nhật chứa trái tim cộng với là tích xanh là bao nhiêu nhỉ? 3 nhân với 6 bằng 18. Thế suy ra tất cả sẽ là 168 trừ đi 21 trừ đi 18 nhân 2 thì bằng 111. Đấy, như vậy. Nhanh tay nhá. Bạn tìm được chỗ trái tim và tích xanh nhưng mà lại quên đi số hình chữ nhật chứa cả trái tim và tích xanh. Nhật Minh hiểu chưa nhỉ? Alo, bố Nhật Minh hiểu này không ạ? Đây ạ, bố con đang thắc mắc là vì sao mình đã tính cái hình trái tim tin rồi mà vẫn tính tiếp cái hình dấu tích và hình trái tim ngược lại ạ. Thầy ơi, thầy Vâng, ơi, con được kiểm tra lại nhé. cái 10 cái 21 hình, 21 hình có chứa hình trái tim ấy Vâng. thì đã bao gồm là 18 hình có cả trái tim và hình dấu tích rồi. Thì tại sao lại phải trừ đi một cái lượng 18 đấy lần thứ À, hai nữa? để đây kiểm tra lại xem bị nhầm nhá. Ý anh là như này đúng không? Đúng rồi, hình trái tim mà Đây. thầy ở đấy. Đây Bây đúng không? giờ mình chỉ xét cái điểm đáy đáy à, cái điểm đáy ở dưới cùng bên phải nhá. Một Vâng. hình chữ nhật sẽ phải có một điểm đáy ở dưới cùng bên phải đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình xét trường hợp là nó nếu như nó ở đỉnh đáy cùng, là đỉnh ở cột số 7 và đáy số đây là 1 2 và đáy số 4 nhá. À đâu, một đáy đỉnh số 8, là cột số 8 và đáy số 4. Thì nó sẽ mình sẽ tính với mỗi hình chữ nhật mà có đỉnh như thế thì mình đang tính được là có 21 cách. Và cái đỉnh mà cột thứ 7 và đáy và cái hàng thứ 4 thì là có 18 cách mình trừ đi. Chứ mình cũng không tính là bao ấy bao hình. Thì thực ra là thầy thầy tính cái mà có cả hai À, hình nó cám đã cám bao anh. gồm Đúng rồi, đúng hình đúng rồi. kim rồi. Đúng rồi, thầy bị nhầm chỗ này. Các con thầy bị nhầm chỗ này, sorry, cảm ơn anh rất nhiều. Các con cái hình mà hình chứa trái tim như này.
trong 21 hình chứa trái tim thì có cái đã có chứa hai hình này rồi này. Thấy không? Và đây này nó đã khó rồi này. Lớp mình cứ nhìn thấy chỗ này không nhỉ? Đấy, bị nhầm chỗ này. Đấy. Rồi, thầy cảm ơn bố Nhật Minh nhá. Đấy, chỗ này các con nhìn thấy không? Nó đã có hai hình rồi đấy. Được chưa? Thế này. Đấy, đúng rồi, chuẩn rồi. Thế nó ra 129 là đúng rồi. Chỗ này thì các con sửa lại cho thầy chỗ này. Chính xác đấy. Nó bị nhầm rồi. Chỗ này chỉ trừ đi 18 thôi. Thì là 129 đúng không? Rồi, ok chuẩn rồi. Rồi để lại này nha. Rồi thầy lưu ý lại là các con nhớ là để ý kỹ nhá, để không bị nhầm nhá. Bởi vì ai cũng có thể là bị nhầm lắm ấy, cho nên là làm cẩn thận nha thầy. Đấy là câu 16. Câu 15 này. Một số có 9 chữ số chia hết cho 18, A bằng bao nhiêu? Vì sao A bằng 6? Ai à, tốt đấy. Ra sao ra bằng 6? Nguyễn Đỗ Đức Việt Khôi ra từ sao ra bằng 6? Vì nếu số 198910202A chia hết cho 18 thì nó sẽ chia hết cho 2 và 9. Thì lấy 1 cộng Chia cho 2 thì nó là số chẵn rồi sao? thì số 1 thì chia hết cho 9 thì nó phải Tổng có chữ số chia chia cho cho 9 9. thì tổng của các chữ số đó phải chia thì cũng phải chia cho 9. Thì lấy 1 cộng 9 cộng 8 cộng 9 cộng 1 cộng 0 cộng 2 cộng 0 cộng A thì nó sẽ chia hết cho 9. Đúng. Từ đấy mình suy ra được là A bằng 6 đúng không? Vâng ạ. Đúng không? Rồi. Có một cách khác nữa mà để mình tìm sau khi mà mình biết được là chia hết cho 18 nó phải chia cho 2 và chia cho 9. Chia cho 2 thì nó phải chẵn. Vậy để chia cho 9 ấy, nhìn thấy thầy chỉ cho cái cách mà tìm nhanh hơn này. Nhìn này. 9 này chia cho 9 bỏ luôn đi. 9 này chia cho 9 bỏ luôn đi. Được chưa? 1 cộng với 8 bằng 9 chia cho 9 bỏ luôn đi. Còn lại 1 cộng với 2 thì bằng 3. Để chia cho 9 thì 3 cộng thêm 6 thì sẽ được số chia cho 9. Lớp mình bạn nào học được thêm cái cách để mình tìm cái dấu hiệu chia dựa dấu hiệu chia 9 để tìm ra được cái đáp án mà nhanh hơn rồi. Ok không? Giơ tay lên hoặc comment xuống là số 2. Comment xuống số 2 nếu mà con ngoài cách ra tìm tổng chữ số chia cho 9 thì mình có cách đó là cứ hai chỗ nào cộng lại, ba chỗ nào cộng lại với nhau và bằng 9 mình bỏ đi. Được chưa? Xong phần còn lại tìm thế cho nó gọn. Đấy. Nhá. Nào kiểm tra xem đáp án của cô làm chuẩn chưa nào. Ok 6 này. Rồi, câu 14. Câu này có bạn nào chưa biết làm không? Bạn nào quên không? Chỗ nào có A thay bằng 135. Chỗ nào có B mình thay bằng 125. Sau đó tính bình thường thì ra được kết quả là bằng bao nhiêu? 2600 hay 1600? Tính lại cho thầy nào. Sáu Bao nhiêu? Sao sao đáp hai án? sáu Kiểm tra lại nhé. Sau thấy này đáp án này cô làm bị nhầm thế nhỉ? Kiểm tra lại nào. là chị 100 em làm tin linh cũng bị thầy ạ. à thế à. Rồi cảm ơn con. 135 các con cộng với 125 này. Đây là phải nhân với mấy? Nhân tới 10 Tức là nhân với 10 luôn đi. Đúng không?
5 giờ. Thế thì bằng 2000, đây sẽ bằng luôn là đây là bằng bao nhiêu? 260 mà. 260.000. Đúng rồi. 260 là 2600. Đúng rồi, thế sao ra cái này được? Cái này các cô Ừ. tính. Rồi cảm ơn con, cô tính cái này cũng được rồi. Đây phải là 2600 mới đúng chứ. Chỗ này là lúc nãy mình câu này lúc nãy là bao nhiêu nhỉ? 129 đúng không? Này con tính cô cũng chỉ 129. 129. Rồi ok chuẩn rồi. Câu này xong rồi. Câu này chữ số tận cùng ra bao nhiêu? Tận cùng của tất cả các cái thừa số mà thừa số 6 thì ra được bằng 6 đúng không? Cái này có thể tìm một cách nào? Quy luật gì? 3 3 3 9 7 1 9 3 9 7 7 1. 2018 chia cho 4 thì thì dư dư 2 dư thì tận cùng bằng 2 2 9. 9 Đây là dấu 6 nhân. 54 Thì 9 nhân 6 nhân 54 thì tận cùng bằng 4. 4 Rồi. Nào kiểm tra luôn xem có bị nhầm gì không. Ok được rồi này. Đấy, cứ kiểm tra xem có bị nhầm lẫn gì không. Câu này thì easy rồi nhỉ. Nào, câu này. Câu này ra bao nhiêu? Vì sao ra 36? 36 hay là tìm giá trị của A thôi nhá. Viết vi vì sao ra 36? con ra 300 324 ạ. 324 nhiều thế. A gấp 3 lần B này. A nhân B thì bằng 432. Ba mươi hai chia bốn là 108. Duy đạt vì sao ra 30 vì sao ra 36? Em có thể là đầu tiên em sẽ biết là A nhân với B bằng 432. Đúng rồi. Rồi A thì em bằng viết mấy lần? A bằng B nhân với 3. B nhân 3. Rồi B nhân 3 rồi nhân với B. Thế từ đây suy ra được là chỗ nào có A mình thay bằng B nhân 3. Vâng. Hiểu không? Xong Nhân với nhân B 3 nữa. nhân B nữa bằng 432. 432. Thế từ đây mình suy ra được là B nhân với B B bằng 432 chia cho 3 bằng bao nhiêu? bằng 144. 144 à? Vâng. 144 Thì thì suy ra B bằng bao nhiêu? B bằng 12 Bằng chia 12, cho bởi 2 vì 144 bằng 12 bằng nhân 12 12. nhân 3. Được không? B bằng 12. B bằng 12 Thì thì suy ra A. A bằng 12 nhân với 3 12 bằng nhân 3 36. bằng 36. Lương Hùng hiểu này chưa? Nhật Minh làm câu này đúng không anh? Có. Ok. Nếu mình nhớ những bạn nào chưa làm link nhớ nhớ làm nhá, xem kỹ lại nhá, làm nhá. Rồi nhanh tay nè. Nào làm câu 11 nữa nè. 11 đâu rồi? Cái số nhỏ nhất có 4 đơn số chia cho 4 và 18. Ra bao nhiêu? Số nhỏ nhất có 4 đơn số mà chia hết cho để thầy kiểm tra. Các con tính nhanh thầy câu 11 đi. Thầy kiểm tra câu này không con làm chuẩn chưa? 36, ok. Rồi, câu 11. Số nhỏ nhất 4 đơn số mà chia cho 4 và 18, 4 và 18 nhỉ. Một câu không tám Bao nhiêu? em thầy là em lấy
Đầu tiên em lấy số nhỏ nhất có 4 chữ số có thể chia cho 18 thì tổng của các chữ số nó sẽ chia hết cho 3. Chia cho 9 và chia cho 9 thì nó sẽ chia cho 3. Và em lấy ừ. 100 1008 mà chia cho 9 thì tổng của nó có chia cho 3 được thì và nó là số chẵn nên nó cũng có thể chia cho 2 và 1008 có thể chia cho 4 nữa. À rồi đấy, khách hiểu con. Ok, có bạn nào cái giải thích khác không? Nhật Minh. Con đưa thầy ta thấy là dấu hiệu chia hết cho 4 là hai số cuối cùng chia cho 4. Số bé nhất có thể chia cho 4 là 1004 vậy để chia cho 18 thì sẽ chia cho 2 và 9. Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số đó chia hết cho 9. Nhưng ta thấy là 1 1 cộng 4 bằng 5 thì 5 không chia cho 4. Vậy số tiếp theo có thể chia cho 4. Cái nhất đó chính là 1008. Và số này chia hết cho 9 vì 1 cộng 8 bằng 9. Dấu hiệu chia hết cho 2 là số chẵn vậy. 1008 là số chẵn vậy. Chúng ta có thể luận là Ok, rồi tốt rồi. Nào Ngọc Anh có cái giải thích khác, xin mời. em đúng bạn đấy. Con như thầy này con cùng câu trả lời giống bạn đấy. Ok, rồi. Ok rồi nha. Bạn nào đã còn bạn nào chưa hiểu comment số 0. Nào chưa hiểu comment số 0. Ok rồi. Rồi đúng rồi. Nào kiểm tra được kết quả xem nào. 108 ok chuẩn rồi. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn con đã tham gia trọn vẹn buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta học được khá nhiều nhờ. Học được Này nhiều đấy. Ơi. này chưa 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 trực tiếp cái câu số 3 ấy. Em cũng chưa hiểu câu Thầy số 3 là ơi, thầy chưa hỏi em câu số câu này đi, câu số 5 đi thầy. từ từ xem nào. Rồi câu số 3 rồi thầy thầy sẽ gửi cho. Ok, câu số mấy? Câu số 5 khó rồi ạ. Câu này Số 5 khó hả? nghĩ không ra được. Câu số 3 thì thầy không nghi nghi ngờ lắm, nhưng mà câu số 5 Có này sao nào thì không biết. thầy sẽ nghi ngờ trong đề này. Thầy đang nói ở trong đề thi ấy. Không biết thầy. Có sao Nào nào xin không mời, lữ ra bảo câu số 5. Dạ Thầy đọc thầy. nha. Có. Dạ. Ở hình 1 thì nó có 1 phần. Còn ở hình 2 nó sẽ tăng lên 2 hình tròn. Đây là 1 cộng Rồi. 2. Ở hình thứ ba nó sẽ tăng lên thêm 3 hình tròn. 1 cộng 2 cộng Rồi. 3. Rồi cứ như thế. Ở nhóm 15 thì sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho tới 15 thầy. Sau đó con sẽ tính số số hạng. Đúng rồi. Được có 15 số hạng. Đúng rồi. Tìm số số hạng thì mình không cần tính số hạng nữa. Mình có 15 rồi mình tìm tổng luôn. Hiểu không? Lấy 1 cộng với 15. 2 4 4 làm gì hả? Còn Nhân 1 với 2 15 không? chia mấy? Chia cho 2. Bao nhiêu? 1 2 không? 120 à? 10 16. Ok, được là lấy 16 là kỹ năng này. Lấy 16 là chia cho 2 bằng 8. Được không?
Lấy 15 nhân 8 120. Ok. Nhớ nha, phải tìm quy luật, sau đó mình sẽ tìm được kết quả. Giờ quy luật đấy mình tìm. Vâng. Ôi, 10 giờ 10 rồi. Ok, ngày hôm nay chúng ta nghỉ đây nhá. À, lớp mình xem lại cho thầy và nhớ là ôn lại tất cả các cái dạng bài, tất cả các phiếu luôn nhá, ôn lại dành thời gian ra. Theo thầy thì lên một các em lên một cái kế hoạch để ôn lại, bởi vì nếu như mà ôn một buổi là không ôn hết đâu. Thế nên ôn được nhiều buổi đấy. Chia ra. Buổi thầy nó nói buổi ở nhà của các em ấy, các em chia ra để các em làm cho nó kỹ được nhá. Và nếu mà còn gặp cô nào mà vướng thì hỏi nhá, để chúng ta sẽ trao đổi để mang lại cái kết quả tốt nhất cho các em. Một lần nữa cảm ơn anh chị, cảm ơn các con, cảm ơn bố bạn Nhật Minh nhỉ, Nhật Minh đúng không? Alo alo, lớp mình ơi, không có xem màn hình, không xem màn hình nhá. Rồi chúng ta gặp lại nhau vào buổi ngày hôm sau nhá. Thì nhớ là làm trước link cho thầy. Riêng link này bạn nào mà chưa làm thì các con làm để chúng ta quen. Vì vẫn có bạn mà thi online, có bạn thi offline nhá. Rồi bye bye và hẹn lại vào buổi ngày hôm sau. Chào thầy.